Nay mình sẽ cho các bạn đi tô màu của mình. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay và thấy ấy thì hãy cho mình một lượt like và một lượt subscribe để mình có động lực ra video thêm, để mình có thể tô sao cho đẹp nhất các bạn nha. Mình chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Mình đã chọn xong phần màu cam rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu tím nhạt, tím tắt theo. Màu đỏ
Tô màu. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn đi tô màu của mình. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay và thì ấy thì hãy cho mình một lượt like và một lượt subscribe để mình có động lực ra video thêm, để mình có thể tô sao cho đẹp nhất các bạn nha. Mình chào tất cả các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Màu xanh ngọc xong tiếp tục sẽ là màu đỏ.
cho màu đỏ là màu xanh nhá. Tô màu xanh nha các bạn.